Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Công bố nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bà Rịa Vũng Tàu khai trương giai đoạn 1 hệ thống giao thông thông minh. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận 305 công dân Việt Nam từ Nga trở về và thực hiện cách ly tập trung tại trường cao đẳng Tuệ Đức và Biết. Vũng Tàu sẵn sàng tâm thế đón khách du lịch dịp lễ 30 tháng 4. Di tích và danh thắng Côn Đảo trong tranh màu nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh và chứng kiến lễ ký bàn giao công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chúc mừng tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chúc mừng nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đánh dấu một chặng đường phát triển mới của cơ quan kiểm toán nhà nước với nhiều nỗ lực và thành tựu mới được ghi nhận. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bốn nhiệm vụ mà Quốc hội mong muốn kiểm toán nhà nước tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao công tác của Tổng Kiểm toán nhà nước. Giai đoạn 1 dự án hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Công an tỉnh khai trương chiều nay 12 tháng 4. Dự lễ khai trương có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hệ thống giao thông thông minh ở giai đoạn 1 triển khai trên quốc lộ 51, bắt đầu từ địa bàn phường 12 thành phố Vũng Tàu đến khu công nghiệp Mỹ Xuân thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ. Hơn 100 thiết bị giám sát thông minh đã được Capro, công ty cổ phần phần mềm tự động hóa, điều khiển lắp đặt tại 18 nút điểm giao thông, những khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Khi vận hành, các thiết bị giám sát thông minh có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/h, ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm. Không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu có mưa và sương mù. Qua hệ thống này, cơ quan công an có cơ sở phạt nóng tại chỗ vì video clip được gửi thông tin đến tổ tuần tra lập chốt trên đường hoặc phạt nguội, tức gửi giấy phạt về nơi cư trú của người vi phạm. Như quốc lộ 51, 55, 56, nhiều phương tiện thường xuyên vi phạm về trật tự an toàn giao thông khi vắng bóng lực lượng chức năng. Tình trạng phương tiện chạy quá tốc độ, quá tải trọng, sai làn đường, lấn tuyến, vượt ẩu thường xuyên xảy ra. Đây là những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Có thể nói, hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn của tỉnh sau khi hoàn thiện sẽ đóng góp rất quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng. Với lý do trên, tôi xin tuyên bố khai trương giai đoạn 1 dự án hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát biểu tại lễ khai trương giai đoạn 1 hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, phát triển đô thị thông minh, kỹ thuật số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tăng cường ứng dụng công nghệ, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số là những khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn tới đây. Phải nói rằng đây là một cái dự án thành phần nằm trong tổng thể cái đề án đô thị thông minh của tỉnh mà đang triển khai quyết liệt trong giai đoạn này. Thì chúng tôi cố gắng là đến năm 2023 là triển khai ít nhất là 6 cái dự án thành phần nữa. Rất nhiều dự án tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương những nỗ lực, những cố gắng của tập thể công an, các sở ngành địa phương, các đơn vị tư vấn, thi công, các chuyên gia phần mềm đã làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, qua đó đã góp phần quan trọng vào cái việc hoàn thành và đưa hệ thống vào vận hành như ngày hôm nay. Ông Trần Văn Tuấn chỉ đạo ngành công an dựa trên nền tảng giai đoạn 1 tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục triển khai hiệu quả các giai đoạn tiếp theo trên quốc lộ 55-56. Đặc biệt trong giai đoạn tới, ngành công an
quan tâm kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến để tạo sự thuận lợi cho những người vi phạm nộp phạt. Tình hình tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 luôn diễn biến rất nóng trong thời gian qua, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông của các địa phương có quốc lộ 51 ngang qua. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 chiếm hơn 50% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn địa bàn thị xã Phú Mỹ, trong đó đa phần là tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc đưa vào hoạt động giai đoạn 1 dự án hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên quốc lộ 51 được kỳ vọng góp phần chấn chỉnh tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51, kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông xảy ra. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tính đến năm 2020, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, đảm bảo quy chuẩn đạt 95%. 100% chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý, bảo đảm quy chuẩn. 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo quy chuẩn. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 12 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đủ điều kiện hoạt động, đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động nước thải theo quy định. Tính đến năm 2020, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã đầu tư 46 trạm quan trắc tự động nước thải, khí thải theo quy định. Dữ liệu quan trắc được yêu cầu truyền về Trung tâm Quản lý của tỉnh để theo dõi quản lý. 100% các bệnh viện, trung tâm y tế có hệ thống xử lý nước thải riêng. 34 trên 102 cơ sở y tế công lập và tư nhân đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Tại cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, các sở ngành địa phương đề xuất cần có giải pháp xử lý triệt để mùi hôi tại các cơ sở chế biến hải sản tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, quyết liệt triển khai phân loại rác thải tại nguồn, xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm tại các cơ sở chế biến hải sản Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu, hậu kiểm đánh giá tác động môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trong diện cấp phép. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến các sở ngành địa phương để hoàn chỉnh báo cáo. Trong đó lưu ý việc phân loại rác tại nguồn. Riêng với các khu chế biến hải sản trong khu dân cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xác định rõ lộ trình và giải pháp xử lý. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 4, đoàn kiểm tra giám sát của Tiểu ban An ninh Trật tự và Y tế Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, Phó trưởng ban An ninh Trật tự và Y tế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng các thành viên trong ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với Tiểu ban An ninh Trật tự và Y tế Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đến nay tỉnh đã thành lập 91 ủy ban bầu cử, 638 ban bầu cử và 814 tổ bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần 2 và việc lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đối với các ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đều vượt tiến độ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng, giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp phục vụ bầu cử, không để bị động, bất ngờ, phát sinh vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị trong quá trình chuẩn bị cho bầu cử. Bà Rịa Vũng Tàu cũng đưa ra dự báo và kế hoạch ứng phó hiệu quả nếu bùng phát dịch COVID-19, phương án bảo đảm về an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử. Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tăng cường, nắm tình hình để chủ động phòng ngừa, vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá cuộc bầu cử, xây dựng chi tiết cụ thể, giải pháp ứng phó các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau ngày bầu cử. Các thành viên Tiểu ban An ninh Trật tự và Y tế, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho bầu cử. Đồng thời, gợi ý cho tỉnh xây dựng kịch bản trong trường hợp xảy ra dịch COVID-19, xử lý những trường hợp cử tri đi làm xa về địa phương hoặc các trường hợp lao động nước ngoài, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong cuộc bầu cử. Chúng tôi thấy là tỉnh đã quán triệt và triển khai tốt cái cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi chỉ đề xuất lưu ý với tỉnh mấy vấn đề thế này, là cái chủ ngư dân trên biển thì cố gắng là phấn đấu làm sao mình bỏ trước, bỏ cùng, làm sao để ngư dân bỏ hết mà đảm bảo bảo an toàn, quản lý tốt cái người nước ngoài trong cái thời gian này. Phải tập trung phát huy cao độ trách nhiệm của cái cấp bí thư chi bộ, tổ trưởng đảng, tổ trưởng dân phố.
Trước đó, đoàn kiểm tra giám sát của Tiểu ban An ninh Trật tự và Y tế Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thị sát điểm bỏ phiếu mẫu tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Theo đánh giá của đoàn, cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ bầu cử tại đây được chuẩn bị rất chu đáo. Theo quy định của luật bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã phường thị trấn và các khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, 100% xã thị trấn của huyện Đất Đỏ đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri vượt trước thời gian quy định và được thông báo rộng rãi đến toàn thể cử tri địa phương để cùng biết, cùng kiểm tra. Là địa phương đông dân nhất huyện Đất Đỏ, thị trấn Phước Hải có 18.282 cử tri đã được rà soát, thống kê và niêm yết danh sách công khai. Theo Ủy ban Bầu cử thị trấn Phước Hải, do đặc điểm vùng biển, ngư dân đánh bắt hải sản dài ngày, nên địa phương đã kịp thời hướng dẫn các cơ quan, khu phố, thống kê, lập danh sách cử tri nhằm nắm bắt kịp thời diễn biến lượng cử tri. Hiện nay thì Ủy ban Bầu cử của thị trấn cũng đã hoàn thành cái việc niêm yết danh sách cử tri tại những cái khu vực bỏ phiếu tại trụ sở của Ủy ban thị trấn, rồi trụ sở của 10 khu phố cũng như là tại 32 địa điểm khu vực bỏ phiếu. Thị trấn Đất Đỏ có hơn 17.059 cử tri. Để hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri theo tiến độ, thị trấn Đất Đỏ đã chỉ đạo các khu phố tập trung hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở tất cả các khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này thì địa phương cũng đã thực hiện rà soát niêm yết danh sách cử tri rồi hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng như của huyện. Huyện Đất Đỏ có 100 tổ bầu cử. Qua rà soát, dự kiến toàn huyện có 61.453 cử tri. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4, các xã thị trấn đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nắm bắt thông tin để tích cực tham gia bầu cử. Tôi rất là hoan nghênh là chính quyền địa phương, nhất là cái ngày bầu cử này, rất là nhiệt tình, làm chu đáo trong cái danh sách niêm yết này. Tôi cũng rất là quan tâm cái chỗ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thì ở đây thì tôi cũng ra là để dò lại danh sách, là để nắm là coi những cái thành viên trong hộ của mình có đầy đủ hay không. Theo kế hoạch, ngày 16 tháng 4 tới, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Đất Đỏ tổ chức để thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận 305 công dân Việt Nam từ Nga trở về và thực hiện cách ly tập trung tại trường cao đẳng Tuệ Đức và Bít thuộc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ vào hôm nay, 12 tháng 4. Những trường hợp về nước đợt này chủ yếu là du học sinh, người lao động đang sinh sống và làm việc tại Nga, trong đó có 17 trẻ em dưới 16 tuổi. Chuyến bay từ Nga chở 305 công dân Việt Nam hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 45 phút sáng nay ngày 12 tháng 4 đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp nhận và bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa về trường cao đẳng Tuệ Đức và Bít, thị xã Phú Mỹ thực hiện cách ly tập trung. Sau khi kiểm tra khử khuẩn đo thân nhiệt, 305 công dân gồm 178 nam, 126 nữ được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ bố trí nơi ăn nghỉ và cách ly theo quy định 5 người một phòng. Quá trình bố trí cách ly, có một trường hợp xin quay lại thành phố Hồ Chí Minh cách ly tại khách sạn. Đây là đợt thứ 11 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về và cách ly y tế tập trung ở thị xã Phú Mỹ. Số công dân được cách ly đến nay hơn 3.000 người. Bà Rịa Vũng Tàu được nhiều du khách biết đến là địa phương du lịch an toàn hấp dẫn, bởi từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu chưa có bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Bà Rịa Vũng Tàu lại có nhiều điểm du lịch biển ấn tượng, độc đáo, tiện ích, dịch vụ du lịch không ngừng hoàn thiện bổ sung. Bên cạnh đó, giao thông từ Bà Rịa Vũng Tàu đến các tỉnh thành, nhất là những đô thị trung tâm lớn phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh rất gần và ngày càng thuận lợi. V
Với tất cả ưu thế này, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, tại thành phố Vũng Tàu nói riêng đang trên đà bứt phá và dự báo dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 du khách sẽ tăng đột biến. Hơn 2 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Nhưng thời điểm này, hầu hết khách sạn 3 đến 5 sao tại thành phố Vũng Tàu đã có khách đặt phòng đến 80%. Vừa tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo các biện pháp phòng dịch COVID-19, các khu du lịch, cơ sở lưu trú tại thành phố biển Vũng Tàu vừa triển khai những chương trình kế hoạch đón khách thật ấn tượng. Bên khách sạn để chuẩn bị cho dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới, thì bên em đang có chương trình là bán gói phòng kèm theo buffet barbecue buổi tối diễn ra trong 2 đêm là tối 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hiện tại thì công suất phòng của bên em cho ngày dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là đã lên đến gần 80% rồi. Thì dự kiến sắp tới thì trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì công suất phòng sẽ đạt 100%. Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu 2021 diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phối hợp với công ty Ngôi Sao Biển Sài Gòn và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, khởi động cho cao điểm du lịch hè. Thực tế cho thấy Vũng Tàu, thành phố du lịch xanh ASEAN, đang ghi điểm rất tốt đối với du khách. Đến Vũng Tàu vào những dịp cuối tuần, nhiều người khẳng định sẽ trở lại Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bản thân tôi thì tôi thấy là các dịch vụ ở thành phố Vũng Tàu hiện nay rất là tốt. Các nhà hàng, rồi các quán cà phê, rồi các cái khu đi bộ, rồi những cái dịch vụ quán bar đồ cũng rất là tốt á. Tôi cũng đi Vũng Tàu rất là nhiều lần rồi á, thì định là lễ 30 tháng 4 một năm này thì nếu có dịp thì cũng dắt hai đứa con xuống đây chơi nữa. 30 tháng 4 một tháng 5 thì cũng kỳ lễ đó, thì gia đình tôi cũng đã lên kế hoạch cũng đi ra Vũng Tàu mình. Thì ở đây thì dịch vụ các cái thì cũng tốt, biển thì sạch sẽ, nên là với lại khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây thì nó cũng gần, tương đối thuận lợi cho cái tuyến đường di chuyển. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giá cả, vệ sinh môi trường và đặc biệt là an toàn cho du khách, cho cộng đồng dịp du lịch sắp tới, Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp du lịch chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu cũng thường xuyên nhắc nhở kiểm tra doanh nghiệp du lịch về bình ổn giá, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tăng cường lực lượng cấp cứu thủy nạn và luôn triển khai đầy đủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó có giải phóng Côn Đảo, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức trại sáng tác và triển lãm tranh màu nước chủ đề Côn Đảo di tích và danh thắng. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại huyện Côn Đảo. Từ trại sáng tác, hơn 100 bức tranh của hơn 20 họa sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã khắc họa các di tích lịch sử và phong cảnh Côn Đảo ở nhiều góc độ. Côn Đảo vì vậy mà thêm lung linh sống động và càng thiêng liêng. Hơn 100 bức tranh về di tích nhà tù và các thắng cảnh tại Côn Đảo với nhiều góc nhìn khác nhau của các họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả từ trại sáng tác và triển lãm tranh màu nước chủ đề Côn Đảo, di tích và danh thắng. Những di tích lịch sử Côn Đảo qua đường nét sắc màu của các họa sĩ tạo ấn tượng sâu đậm hơn, những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ hơn đối với người xem như cầu tàu 914, trại tù Phú Sơn, trại tù Phú Hải, trại giam kiểu chuồng bò, chuồng cọp, nơi mà lớp lớp chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã kiên cường đấu tranh, bảo vệ khí tiết, đòi hòa bình, độc lập dân tộc, nơi được ví là địa ngục trần gian, lại là trường học cách mạng lớn lao. Các tác phẩm của các họa sĩ vẽ ra là rất là đẹp và cũng rất là ý nghĩa. Thì thông qua các bức tranh của các họa sĩ vẽ thì có thể tái hiện được phần nào các di tích, các cái cảnh đẹp của huyện Côn Đảo. Thông qua các tác phẩm này thì thế hệ trẻ chúng em thì thấy được lòng anh hùng của các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh ngã xuống vì mảnh đất Côn Đảo này. Trước khi sáng tác, các họa sĩ đã tham quan, tìm hiểu rất nhiều về Côn Đảo và các tác phẩm của mỗi họa sĩ không chỉ là những gì mà họ đã nhìn, đã nghe mà còn là những rung cảm mãnh liệt từ trái tim.
nhìn ngắm thiên nhiên, con người Côn Đảo, mình muốn thể hiện một cái góc khác. Nó không phải là những cái đau khổ nữa, mà nó ngoài ra nó còn những cái phong cảnh con người rất là tình và thơ, thì mình muốn diễn tả nó cho những các khách du lịch vào thì có thể thông qua những tác phẩm thấy được Côn Đảo nó là một cái nơi mà rất đẹp, rất thơ, rất tình. Ký ức nó đã chứng kiến nhiều cái những cái lòng dạ sắt son của các chiến sĩ cách mạng, đó là một cái nơi mình nghĩ rằng nó thú vị. Côn Đảo với những giá trị lịch sử lớn lao, với sinh cảnh thiên nhiên vô cùng đặc biệt, đã là nguồn cảm hứng sáng tác cho biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật. Kỷ niệm 46 năm Côn Đảo giải phóng, thoát khỏi chế độ tù đày địa ngục, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn Côn Đảo tổ chức đại sáng tác như một cách đưa các nghệ sĩ về nguồn, cũng là khơi thêm nguồn mạch cho những tác phẩm hội họa có ý nghĩa. Chúng tôi cũng mong muốn được cống hiến cho Côn Đảo có nhiều các tác phẩm mỹ thuật và để hình thành một cái phòng trưng bày về những cái tác phẩm mỹ thuật mà kể về câu chuyện, về di tích, về lịch sử, về truyền thống cách mạng, về thắng cảnh nơi Côn Đảo đang càng ngày phát triển. Hầu hết tác phẩm trong trại sáng tác Côn Đảo di tích và danh thắng được các họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tặng lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo. Các tác phẩm đang được trưng bày tại Bảo tàng Côn Đảo góp thêm kênh tuyên truyền đến với người dân Côn Đảo và du khách về giá trị lịch sử lẫn thiên nhiên mà Côn Đảo đang lưu giữ, Côn Đảo đang sở hữu. Tin chúng tôi vừa ghi nhận. Thưa quý vị, 6 thuyền viên trên tàu cá của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị chìm khi hoạt động trên vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía Nam Tây Nam, vừa được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cứu nạn thành công và đưa về cảng của đơn vị tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. Lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 4, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ tàu cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Phan Dựng, trú ở huyện Long Điền làm thuyền trưởng bị chìm. Trên thuyền lúc này có 6 thuyền viên. Ngay sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến 12 giờ 30 phút, tàu SAR 413 đã tiếp cận hiện trường và cứu được toàn bộ 6 thuyền viên của tàu cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi được chăm sóc, sơ cứu y tế, 6 thuyền viên bị nạn đã ổn định. Sau gần 5 giờ hành trình, đến 17 giờ 15 phút chiều nay 12 tháng 4, tàu SAR 413 đưa các thuyền viên gặp nạn về tới cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu để bàn giao cho các cơ quan chức năng. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 12 tháng 4. Hiện khu vực tỉnh đang chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới nên nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực phía bắc của tỉnh, bao gồm thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc. Mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ. Thời gian duy trì mức nhiệt cao từ 12 đến 15 giờ hàng ngày. Các khu vực khác, tuy mức nhiệt chưa đạt ngưỡng nắng nóng nhưng không khí cũng khá oi bức. Theo các cơ quan khí tượng, thời điểm trưa chiều, chỉ số tia cực tím đang duy trì mức cao, có thể gây nguy hại cho da. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, chiều tối một số nơi có mưa. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió đông cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4 năm 2021, mực nước cao nhất 395 cm xuất hiện lúc 16 giờ.
thấp nhất 100cm xuất hiện lúc 22 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.